Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bật TV và đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Chào buổi tối của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2016 và tôi là Vi Dung. Còn tôi là Thanh Huyền và chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý như sau. Các nhà hàng, quán ăn tại Hà Nội có thể bị rút giấy phép kinh doanh nếu xúc phạm danh dự của khách như các quán bún mắng, cháo chửi thời gian qua. Trong tiểu mục chuyện tối nay, cán bộ giám sát đường cao tốc sẽ chia sẻ những vụ tai nạn kinh hoàng, câu chuyện mà ít người tưởng tượng được. Lý giải nguyên nhân vì sao một nữ tiếp viên sống sót thần kỳ sau khi máy bay nổ tung ở độ cao 10.000m. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần điểm tin tức từ sáng đến tối. Cách đây không lâu đã nổ ra một cuộc tranh luận về bún mắng và cháo chửi sau khi các quán ăn này ở Hà Nội xuất hiện trên kênh truyền hình CNN của Mỹ trong chương trình của đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain. Và tới đây thì các quán này có thể sẽ phải xóa sổ sau khi thành phố Hà Nội ban hành quy chế tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố theo hướng văn minh hiện đại. Và theo đó thì những chủ kinh doanh có hành vi, cử chỉ, lời nói xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của khách hàng sẽ bị thành phố thu hồi giấy phép kinh doanh. Gì lắm lắm, mà gọi cái gì gọi nhanh lên, gọi lâu thế. Tôi phải bốn lưỡi với mọc. Nhưng mà nhà chị không có mọc. Em thích mọc, em ra ngoài chợ đầy mọc. If you go to her counter and order something, and then you... Tốt nhất là đi về nhà nấu lấy ăn nhá, ở đây không nấu, đi luôn. Quyết định của Hà Nội được đưa ra trong bối cảnh nhiều cửa hàng kinh doanh ăn uống tại thủ đô bị báo chí phản ánh và dư luận phê phán vì hành vi ứng xử thiếu văn hóa với khách hàng. Điều này gây ảnh hưởng đến việc xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch văn minh, mà trường hợp cụ thể chính là quán bún mắng ở phố Ngô Sĩ Liên được lên sóng truyền hình Mỹ gây ra nhiều tranh cãi. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội sẽ thường xuyên thanh tra kiểm tra, khi phát hiện nơi nào có thái độ ứng xử thiếu lịch sự với khách có thể rút giấy phép kinh doanh. Khi được hỏi ý kiến về quyết định này của đơn vị quản lý, chủ quán bún mắng Ngô Sĩ Liên cho biết bản thân bà cũng đã sợ và lường trước được việc đó nên là đã kịp chấn chỉnh hành vi và thái độ ứng xử đối với khách. Bà chủ quán hiện nay cũng đã bán hàng niềm nở và có thái độ phục vụ nền nã hơn, vì thế cửa hàng cũng không lo ngại việc bị rút giấy phép kinh doanh. Đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ khi nuôi chó cảnh ở trong gia đình. Tuy nhiên những tai nạn kiểu này thì vẫn liên tục xảy ra. Vào ngày hôm qua ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì hai nạn nhân đã phải nhập viện cấp cứu vì bị chó béc dê nhà tấn công, và trong đó thì có một ông cụ đã bị đứt động mạch thần kinh phải tiến hành phẫu thuật. Theo đó, cụ ông 73 tuổi bị chó béc dê cắn đứt gân tay, đứt động mạch quay, đứt dây thần kinh, dập nát cơ gập ngón. Vợ của ông 65 tuổi cũng bị tấn công nhưng may mắn chỉ bị rách da và tổn thương phần mềm. Được biết con chó béc dê này được gia đình nuôi suốt 3 năm đã trưởng thành, không hiểu sao lại bất ngờ tấn công hai ông bà cụ. Sau khi thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ ở Bệnh viện An Sinh thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu cắt lọc vùng da bị dập nát. Cuộc vi phẫu kéo dài 2 tiếng, bác sĩ đã nối lại cấu trúc động mạch, gân cơ cho bệnh nhân và tiếp tục chăm sóc tại bệnh viện. Trước đó, nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị chó nuôi tấn công nghiêm trọng cũng đã được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có ca phải khâu đến 200 mũi và một ca phải dùng đến 7 mét chỉ để khâu các vết thương. Một sự cố hy hữu khác đã xảy ra tại Hà Tĩnh khi một người phụ nữ ở huyện Lộc Hà trong lúc uống thuốc đã vô tình nuốt luôn một phần của hàm răng giả vào dạ dày. Nạn nhân là bà Trần Thị Đông ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà. Ngày 23 tháng 12, sau khi uống thuốc bổ phế dạng nước thì bà cảm thấy có vật gì gai nhọn mắc ở cổ họng. Sau khi kiểm tra lại thì bà phát hiện mình đã nuốt gần trọn bộ răng giả của mình. Sau đó thấy bà Đông có triệu chứng khó thở, buồn nôn, người nhà đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra. Tại đây các bác sĩ đã phải tiến hành nội soi để lấy phần răng giả này ra. Tuy nhiên do phần răng này nằm sâu trong dạ dày nên việc nội soi để gắp ra gặp nhiều khó khăn, phải tiến hành gây mê đến 3 lần. Các bác sĩ khuyến cáo với những người đã mang răng giả, do thường phải tháo lắp để vệ sinh nên dẫn đến khung răng bị mòn và dễ đứt gãy. Vì thế người mang răng giả nên kiểm tra thường xuyên để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ở tại Hà Nội đang diễn ra một cuộc giải cứu củ đậu giống như giải cứu dưa hấu diễn ra cách đây không lâu. Và trước thông tin củ đậu ở vùng lũ Quảng Ngãi bị ép giá dù đã bán rẻ, nhưng vẫn còn khoảng 54 tấn ứ đọng, không có người mua, nhiều nhà hảo tâm đã đến thu mua với giá hợp lý và đem ra Hà Nội bán. Điều này khiến cho người dân đất lũ Quảng Ngãi như chút bỏ được một gánh nặng.
Dù tất cả củ đậu ở đây đều là những củ đậu loại 1 chưa bị ngập nước, nhưng lợi dụng việc người dân tranh thủ trời nắng ráo để đồng loạt thu hoạch, các tiểu thương đã ra sức ép giá. Họ chỉ thu mua với mức từ 1.000 đến 1.500 đồng mỗi kg. Với giá ấy thì người nông dân chịu thua lỗ rất nhiều, thậm chí dù đã bán rẻ, cả hai xã Đức Thắng và Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn ứ đọng 54 tấn củ đậu không tiêu thụ được. Số củ đậu này sau khi được thu mua đã mang ra Hà Nội bán ở một số địa điểm như trước cổng Đại học Thủy Lợi, khu đô thị Kim Văn Kim Lũ và khu đô thị Linh Đàm với mức giá là 6.000 đồng một kg để ủng hộ người dân miền Trung. Những người tham gia hoạt động giải cứu củ đậu dự định sẽ giúp nông dân Quảng Ngãi tiêu thụ khoảng 30 tấn trong vòng 6 ngày. Và hiện tại 20 tấn đã được bán hết, còn 10 tấn sẽ được bán nốt đến ngày 31 tháng 12 năm 2016. Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ ông Hàn Đức Long bị mẹ con bà lão hàng xóm 75 tuổi tố hiếp dâm là nguyên nhân khiến ông vướng vào vòng lao lý và phải chịu cảnh tù tội oan sai trong suốt hơn 11 năm qua. Ngày hôm nay trao đổi với phóng viên Chào Buổi Tối, gia đình ông Hàn Đức Long cho biết vợ chồng ông đã nhờ luật sư làm đơn khởi kiện mẹ con bà Khuyến là người đã tố cáo ông hiếp dâm 11 năm trước đó. Trong nội dung đơn gửi văn phòng luật sư công chính, thì ông Long tố cáo hai bà Trương Thị Năm và Nguyễn Thị Trung về hành vi vu khống khi gửi đơn tố cáo nói rằng ông Long hiếp dâm mẹ con mình, khiến ông bị bắt oan vào năm 2005. Bên cạnh đó, ông Long cũng tố cáo các cán bộ tư pháp trong quá trình tham gia điều tra, truy tố vụ án đã có hành vi bức cung, nhục hình khiến ông phải chịu oan sai trong hơn 11 năm. Ngay sau khi được tổ chức xin lỗi công khai, ông Long cũng mong muốn sớm nhận được số tiền bồi thường để có thể sửa sang lại nhà cửa và trang trải số tiền gia đình phải vay mượn để kêu oan cho ông. Mặc dù chưa chính thức đưa ra con số cụ thể, nhưng theo luật sư Ngô Ngọc Trai, người hỗ trợ pháp lý cho ông Long, thì mức bồi thường mà luật sư và gia đình dự kiến sẽ là từ 12 đến 15 tỷ đồng. Thưa quý vị, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12, ở trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì một xe bồn đang lưu thông với tốc độ cao đã bất ngờ đâm vào xe bán tải đang được dừng để thay lốp ở bên đường. Vụ tai nạn đã làm hai người trên xe bán tải đang thay lốp chết tại chỗ. Đây chỉ là một trong số rất nhiều các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng gây chết nhiều người xảy ra trên các tuyến cao tốc nơi cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ cả 100 km/h và về lý thuyết là có độ an toàn cao hơn so với những tuyến đường thông thường. Vì sao lại xảy ra những vụ tai nạn như vậy? Ngày hôm nay, ở trong trường quay của chúng ta, anh Trịnh Quang Mộng, đội trưởng đội kiểm soát khai thác, ban quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ giúp cho chúng ta trả lời được những câu hỏi này và kể cho chúng ta nghe những câu chuyện không tưởng khác về cách lưu thông của các tài xế trên đường cao tốc. Và lời đầu tiên xin cảm ơn anh Mộng đã tham gia chương trình Chào Buổi Tối của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước tiên xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Đây là những hình ảnh được trích xuất từ camera giám sát của trung tâm điều hành đường cao tốc. Những cú va chạm đến rợn người, chẳng khác gì trong các bộ phim hành động. Với tốc độ tối đa lên tới 120 km/h, tài xế và thậm chí cả những người trên xe khó có thể sống sót sau tai nạn. Những chiếc xế hộp thì chẳng khác gì vừa bị một bàn tay khổng lồ bóp nát. Không có ý thức. Họ có thể là có những cái việc riêng, đi vệ sinh hay là họ là quá buồn ngủ chẳng hạn, thì là họ có thể là trong trường hợp đấy họ cố tình dừng như thế là cũng vi phạm. Theo tôi thì trong trường hợp có việc riêng thì cũng cố gắng nên dừng tại các trạm dừng nghỉ ở trên đường cao tốc thì nó mới đảm bảo an toàn. Tại vì là cái tốc độ lưu thông trên đường cao tốc rất là cao. Dừng đỗ trái quy định trên cao tốc, không bật cảnh báo nguy hiểm, vô tư dạo bộ trên cao tốc và thậm chí là đi ngược chiều trên tuyến đường có tốc độ lưu thông cả 100 km/h. Đó là những lý do tại sao tai nạn giao thông không hề giảm, mặc dù về mặt lý thuyết, lưu thông trên cao tốc phải an toàn hơn. Vâng, thưa anh Mộng, là người trực tiếp giám sát việc khai thác tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam, nơi mà có cho phép các phương tiện có thể lưu thông với tốc độ tối đa là 120 km/h, thì anh có thường xuyên phải chứng kiến những vụ tai nạn kinh hoàng giống như những hình ảnh vừa rồi hay không? Và trong số đó thì vụ tai nạn nào khiến anh ám ảnh nhiều nhất? Vâng, tôi cũng thường xuyên chứng kiến những cái vụ tai nạn
kinh hoàng như thế xảy ra. Cái vụ tai nạn mà rất là nghiêm trọng ngày 24 tháng 12 cũng là một trong cái vụ mà cũng tương đối ám ảnh. Vâng, anh có thể kể chi tiết hơn về vụ việc này? Hôm vào hồi 19 giờ khoảng tầm 30 phút gì đấy thì có cái xe bán tải dừng ở cái chỗ một phần của làn số 3. Khi mà dừng thì bị hỏng lốp thì dừng để xuống thay lốp thì có một anh đứng để cảnh báo và hai người đứng để thay lốp. Khi mà thay lốp thì có cái xe bồn đi và trong cái lúc mà người ta chắc là cái lái xe bồn không để ý, thế là tông vào cái xe bán tải đấy. Cái người đứng cảnh báo thì cũng không đủ cái thiết bị cảnh báo, dẫn đến cái tai nạn thương tâm xảy ra, dẫn đến hai người tử vong. Vâng, một vụ tai nạn cũng hết sức là ám ảnh như chúng tôi đã vừa đề cập đúng không ạ? Tôi thì cũng thỉnh thoảng có việc phải lưu thông ở trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Và tôi thấy rằng là trên tuyến cao tốc này thì tôi phát hiện ra rất nhiều những cái xe sang chạy ở trên tuyến đường này với tốc độ rất là cao. Bởi vì ngay cả khi tôi đã chạy với tốc độ tối đa là 120 km/h thì những chiếc xe này vẫn dễ dàng vượt qua tôi và phóng vút về phía trước, chứng tỏ là họ phải lưu thông với tốc độ ít nhất là phải khoảng 140-150 km/h. Vậy anh suy nghĩ thế nào về hành động này? Theo tôi thì khi mà thiết kế thì người ta đã để cái tốc độ tối đa rồi, thì nên khi mà các cái xe dù rằng đạt cái tiêu chuẩn chạy trên với tốc độ đấy nhưng mà cũng lên đi với tốc độ theo cái thiết kế đã đưa ra, bởi vì là có yếu tố kỹ thuật và yếu tố thứ hai đó là cái yếu tố ngoại cảnh. Ví dụ như có cái xe, các cái phương tiện đang đi ở phía trước, cái xe chạy với tốc độ 150-160 thậm chí hơn, người ta có thể là bị nổ lốp hoặc là bị một cái sự cố gì đấy hoặc là đánh võng chẳng hạn, ví dụ như thế, thì nếu như mà cái xử lý cái tốc độ nó sẽ không kịp thì dẫn đến cái tai nạn rất là thương tâm. Vâng, nghĩa là dù xe của anh có sang, có thể chạy với tốc độ tối đa gấp nhiều lần so với tốc độ tối đa quy định ở trên đường cao tốc, và mặc dù con đường rất là đẹp nhưng mà nếu chạy vượt quá vận tốc quy định thì điều đó sẽ là hành động rất là coi thường tính mạng của chính bản thân mình và của những người khác đúng không ạ? Vâng. Qua hệ thống giám sát cũng như là những số liệu được tổng hợp từ cảnh sát giao thông thì vận tốc lớn nhất đã được ghi nhận của các phương tiện lưu thông ở tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng là bao nhiêu? Vâng, bên đơn vị quản lý khai thác thì không kiểm soát về cái tốc độ xe chạy. Nhưng mà theo cái nguồn tin không chính thức thì ở bên chỗ của cảnh sát cũng trao đổi thì là các anh cũng có một số cái xe nó chạy với tốc độ khoảng tầm độ hơn 200 km/h. Hơn 200 km/h đúng không ạ? Gần gấp đôi so với tốc độ tối đa quy định đúng không ạ? Vâng. Vâng. Theo đánh giá của anh thì với những xe lưu thông với tốc độ cao như vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như xảy ra va chạm, xảy ra tai nạn? Vâng, như chị đã biết đấy, khi mà với cái tốc độ mà chạy với tốc độ là 120 km/h mà đã xảy ra tai nạn thì như cái hình ảnh đây các anh chị thấy, nếu mà chạy với tốc độ trên 200 km/h thì không biết là nó thương tâm như nào. Thưa anh Quang Mộng, là chúng ta thấy là khi mà nhắc tới đường cao tốc thì chúng ta biết đây là một cái dạng đường giao thông rất là đặc biệt, vì thế mà nó sẽ có những cái quy tắc về an toàn giao thông đặc biệt đi kèm. Vậy nhưng mà trong cái phóng sự mà chúng tôi vừa phát thì anh cũng có thể thấy là có nhiều tài xế thì họ bất chấp cả những quy định và họ có thể là đi ngược chiều, và bằng chứng thực tế khi trong quá trình làm việc thì anh có thể kể ra thêm một vài những cái sai phạm của các tài xế mà khi họ lưu thông trên đường cao tốc được không? Vâng, các sai phạm là có thể là đi ngược chiều này, rồi là các cái bác tài khi mà đi qua nút giao, tức là cái xác định cái nút giao mình xuống nó không chuẩn, đến khi mà đi qua nút giao thì lùi lại hoặc là đi ngược chiều, rồi là nhập làn tách làn không xi nhan không đúng, thậm chí khi mà vừa mới vào nhập nút giao một cái là đánh bóng ngay sang hoặc là lạng lách sang luôn làn số 1, rất nguy hiểm. Người ta phải đạt được cái tốc độ tối thiểu 60 km/h thì nhập vào, sau đó thì dần thì xi nhan mới chuyển làn. Vâng, những cái lỗi vi phạm rất là nguy hiểm đúng không ạ? Vâng. Nói đến cái việc an toàn trên đường cao tốc thì tôi nghĩ là tôi cũng giống như nhiều khán giả khác có chung một cái thắc mắc là tại sao trên những cái đường cao tốc của chúng ta thì lại không có đèn chiếu sáng ạ? Trên hệ thống đường cao tốc thì đã được thiết kế tại các vị trí nút giao hoặc là các cái vị trí cầu là có bố trí đèn chiếu sáng. Thế còn các cái vị trí thông thường thì được cảnh báo bằng hệ thống an toàn, ví dụ như là sơn kẻ đường này, tiêu phản quang. Nếu như mà bố trí hệ thống đèn chiếu sáng dọc theo tuyến đường thì cũng có thể gây mất tác dụng hoặc là gây lãng phí. Quay trở lại với vụ tai nạn mà anh chia sẻ rằng anh rất ám ảnh xảy ra cách đây vài ngày, đó là việc một chiếc xe bán tải đã dừng lại để thực hiện thao tác thay lốp và đã bị một chiếc xe bồn đâm phải gây ra một tai nạn thương tâm
làm tử vong 2 người. Thì tôi cũng rất băn khoăn là nếu các tài xế đang lưu thông ở trên đường cao tốc mà buộc phải dừng lại do xe hỏng hoặc là phải dừng lại để thực hiện một thao tác nào đó thì cần phải làm gì để có thể cảnh báo đối với những phương tiện đi đường? Vâng, khi mà xe có cái sự cố hoặc là phải dừng lại bất cứ một việc gì đấy thì theo tôi nên bật đèn cảnh báo. Và trên xe thì khi nếu mà có thể thì nên tấp xe vào làn dừng khẩn cấp. Sau đó thì dừng lại và xuống xe đứng sát vào cái phần tôn lượn sóng. Ở trên cái thẻ của chúng tôi thì đều có cái số điện thoại khẩn cấp, và nếu như cần thiết thì có thể là gọi điện cho số điện thoại khẩn cấp đấy để hướng dẫn để cho biết được cái trình tự phải làm như thế nào, tùy vào từng tình huống cụ thể. Vâng. Những sự cố về xe hay là các hành vi vi phạm ở trên đường cao tốc thì rất là muôn hình vạn trạng. Vậy thì để giảm thiểu rủi ro thì anh có khuyến cáo gì đối với những người điều khiển phương tiện khi mà bắt đầu hành trình lưu thông vào đường cao tốc? Vâng, trước khi mà vào đường cao tốc thì nên kiểm tra hệ thống phanh, hệ thống lốp, hệ thống đèn cảnh báo, hệ thống đèn phát sáng. Nếu như có thể thì có thể chuẩn bị thêm một số cái vật dụng cần thiết để mà để trên xe. Ví dụ như là trên tay tôi đây là cái biển cảnh báo về ban đêm thì rất là có tác dụng. Trong trường hợp mà bị sự cố thì có thể là đặt cái biển cảnh báo này cách cái vị trí xe chạy khoảng tầm 50 mét, theo cái hướng mà xe đang tiến về. Đấy, cái biển cảnh báo này thì khi vào về ban đêm thì cái ánh đèn pha nó chiếu vào này có tác dụng phản chiếu lại, và dùng một cái đèn pin nữa. Cái đèn pin, ý tôi nói cái đèn pin này để mục đích để cảnh báo, không phải để xử lý. Khi mà có các cái phương tiện di chuyển đến thì dùng cái đèn pin ra hiệu để cho các cái phương tiện biết là có cái sự cố gì đấy, để người ta, các cái lái xe khác người ta biết. Khi mà dùng đèn pin thì chú ý không nên chiếu thẳng vào cái mặt của cái người lái xe đang di chuyển tới, mà chỉ chiếu vào cái phần mặt đường và vậy thì người ta sẽ tự người ta biết mà. Vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ rất là hữu ích, không chỉ với tôi mà với rất nhiều quý vị khán giả, những người mà sẽ có một đôi lần trong cuộc đời của mình phải lưu thông vào đường cao tốc, đúng không ạ? Vâng. Và thưa quý vị và các bạn, an toàn là bạn và tai nạn là thù. Muốn bảo vệ tính mạng của bản thân và những người cùng tham gia giao thông khác thì không có cách nào là khi điều khiển phương tiện trên cao tốc hay là bất cứ một tuyến đường nào thì chúng ta phải tuân thủ các quy tắc để đảm bảo an toàn. Một chút bất cẩn cộng với sự chủ quan thôi thì chuyến đi đó có thể là chuyến đi cuối cùng. Và xin chúc quý vị có thể tham gia giao thông an toàn. Một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Quang Mộng đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Chào buổi tối. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.